đây trước khi mình học về nhập khẩu ấy thì mình sẽ tìm hiểu qua một quy trình hay cơ chế mà bên nước ngoài họ về Việt Nam mình. Thì doanh nghiệp trong nước thì ngoài thuế giá trị gia tăng, chúng ta phải đề cập đến một thuế là thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt. Đấy. Thì hàng hóa từ nước ngoài mà muốn về Việt Nam thì họ phải qua một là có cảng, cảng đây có thể là cảng biển hoặc là cảng hàng không, và được thông quan qua cơ quan hải quan nhé, cơ quan hải quan tại cảng. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu thuế nhập khẩu nó là cái gì. Với những người mới thì thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt nó là khái niệm mơ hồ, nhưng mình cứ hiểu nó là nó cũng là một dạng thuế nhà nước thu thêm. Ở đây thuế nhập khẩu ấy, nó là một loại thuế mà chính phủ đánh vào các mặt hàng được nhập khẩu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, mục đích là để tăng nguồn thu vào ngân sách nhà nước, đồng thời giảm cạnh tranh với các mặt hàng sản xuất trong nước, cân bằng cán cân thương mại. Đôi khi là thuế nhập khẩu còn ngăn hành vi là giá bằng cách tăng giá nhập khẩu. Thì đối tượng áp dụng thì doanh nghiệp nào, doanh nghiệp ủy thác hoặc là doanh nghiệp đăng ký nhập khẩu thì bán hàng thôi. Cách tính thuế nó cũng đơn giản, đó là giá tính thuế nhập khẩu nhân thuế xuất. Hoặc là lưu ý giúp mình là khi một cái hàng mà nó về cảng thì thuế nhập khẩu bao giờ thuế đầu tiên, sau đó đến thuế tiêu thụ đặc biệt, và cuối cùng mới đến là thuế giá trị gia tăng. Thì các thông tư nghị định một quy định thì là luật thuế xuất nhập khẩu 2016 hoặc là nghị định 126/2022 về thuế nhập khẩu. Ví dụ đây nhé, trong cái định nghĩa thuế nhập khẩu các bạn này, giảm cạnh tranh với các mặt hàng sản xuất trong nước, thì chẳng như ví dụ là ô tô của Đức BMW giá của nó cũng 80 thôi, nhưng mà giá ô tô Vin nữa cũng ở Việt Nam ấy, giá là 100. Nhưng mà ông Đức này muốn bán cái ô tô của mình ở tại đất Việt Nam thì theo biểu thuế hiện tại thì ông Việt Nam sẽ thu 70% đánh thuế giá nhập khẩu 70%, thì tức là ông Đức này ông muốn đẩy cái hàng này về Việt Nam mà bán ấy. Đấy. Ông muốn đẩy cái hàng này về Việt Nam bán thì ông phải đấu thì ông phải qua cửa cửa của nhà nước đã, tức là mày thì nộp cho tao này thì đã. Đấy, 56% này. Thế thì tức là BMW này đấy, một con xe ông ấy muốn có lãi hay muốn kinh doanh được thì giá tối thiểu thấp nhất phải bán được là nó đã là 136 rồi. Đấy. Mặc dù ban đầu ở nước sở tại giá của nó chỉ là 80 thôi, nó thấp hơn ông Vin rất là nhiều, 100 một chiếc. Nhưng mà khi mà nhà nước nó đánh thuế này, mục tiêu của nó là bảo hộ hoạt động sản xuất trong nước để tránh nước ngoài họ chiếm kinh tế thị trường các thứ, người ta sẽ có cái thuế này. Cho nên thuế nhập khẩu, xuất nhập khẩu người ta hay gọi là hàng rào thuế quan để bảo vệ nền kinh tế. Cho nên khi mà ông BMW mà bán ở trong Việt Nam thì giá tối thiểu 136. Còn tiếp theo mình sẽ nói một thuế nữa là thuế tiêu thụ đặc biệt. Nó là loại thuế gián thu đánh vào một số mặt hàng dịch vụ mang tính chất xa xỉ nhằm điều tiết việc sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng xã hội, đồng thời điều tiết mạnh thu nhập của người tiêu dùng, có phần tăng thu ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh đối với những mặt hàng hàng hóa và dịch vụ chịu thuế. Thế này do các cơ sở trực tiếp sản xuất ra hàng hóa đó nộp, nhưng người tiêu dùng là người chịu thuế thì thuế được cộng vào giá bán. Cái thuế tiêu thụ đặc biệt này nó sẽ áp dụng cho những mặt hàng nó có tính chất và đặc thù dễ hình dung nhất, đấy chính là rượu bia của nước ngoài và dịch vụ kinh doanh sòng bạc và thuốc lá xì gà. Thì những thứ xa xỉ đấy, rượu xịn nhá, bia xịn đấy thì đều chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Và cái cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt thì cũng dễ không bằng giá tính thuế thuế xuất tiêu thụ đặc biệt. Còn về thuế xuất thì ở đây mình không dám đưa ra rất nhiều biểu thuế khác nhau. Thì ở đây có các thông tư chuẩn mức thuế tiêu thụ đặc biệt 2018 này, nghị định 116, hoặc là gần nhất là luật số 106/2016 sửa đổi bổ sung một số điều luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế. Thì nó sẽ qua đây để cho mọi người hiểu được rằng hai cái thuế này là cái gì. Ở đây còn nữa là bởi vì nó cái thuế này nó hơi mất mất cạnh tranh kinh tế, cho nên là các quốc gia ấy, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á thì nó có cái hiệp định thương mại các quốc gia Đông Nam Á thì người ta đã bỏ cái thuế xuất nhập khẩu đến 0% nhé đối với những cái doanh nghiệp có sản xuất hàng hóa ở khu vực ASEAN mười mấy thành viên và xuất bán hàng hóa cho nhau thì thuế nhập khẩu xuất nhập khẩu người ta còn không ấy. Còn riêng cái trường hợp giữa Việt Nam với lại EU chẳng thì Việt Nam vẫn đang đánh thuế cao, nhưng mà giữa việc ký kết các hiệp định thương mại tự do thì người ta đang dần loại bỏ cái thuế này. Và tất nhiên nhà nước thì giảm thuế này, người ta lại phải tăng thuế khác lên rất là nhiều, dần dần nó lộ trình sẽ tăng. Rồi bây giờ mình mua hàng trong nước đã xong, bây giờ là mình sẽ tiếp tục quay lại tập trình mua hàng nhập khẩu.
Đấy, bắt đầu thấy nó nhiều nhiều tài khoản lên rồi đấy. Để tiếp tục với giá trị của trung tâm thì giá mua nhập kho hàng nhập khẩu ấy, thì sẽ bằng giá trên hóa đơn cộng các loại thuế phí không được còn lại, thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt là hai cái thứ đấy, trừ các khoản giảm giá đấy, cộng chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng, thì nổi bật nhất là chi phí vận chuyển bốc rỡ áp vào cờ đấy. Tài khoản sử dụng ở đây thì thông tư 133 thì chỉ dùng 86 thôi, thông tư 200 thì gồm hai tài khoản là 1561 này, giá mua này, 1562 là chi phí thu mua hàng hóa. Các tài khoản khác liên quan thì nó cũng tương tự như mua hàng trong nước, 1331 phí đầu vào, giá trị gia tăng đầu vào, tiền mặt 111, 1121 là tiền gửi ngân hàng. Đặc biệt nó có thêm vào tài khoản là 1122, tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ các loại. Thì như mọi người biết là mua bán hàng hóa bằng doanh nghiệp nước ngoài không? Giao dịch bằng đô hoặc đô hoặc là ngoại tệ, cho nên mình phải có đầu tài khoản này để sử dụng là thanh toán bằng ngoại tệ theo hợp đồng kinh tế giữa mình với bên nước ngoài. Vẫn là tiếp tục là vẫn là tài khoản 331 trả nhuận cấp. Và bây giờ mình sẽ thêm ba tài khoản thuế nữa, nhất là 3332 thuế tiêu thụ đặc biệt, như lại mình có nói tài khoản 3333 thuế nhập khẩu, và thêm một cái tài khoản là 33312 thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu. Nó cũng tương tự như thuế giá trị gia tăng thôi, nhưng mà ở đây là vì là thuế nó khác biệt, bởi vì không nhập khẩu có khác biệt chỗ nào. Thế bình thường trong nước thì thuế giá trị gia tăng thì tính thẳng cho không phải nhà cung cấp, nhưng mà ở đây là nhà nước thu luôn thuế giá trị gia tăng này ở không nhập khẩu, cho nên phải có cái đầu tài khoản 3332 này để thu nhà nước. Và tất nhiên nhà nước sẽ bù cho mình cái phần thuế đầu vào này nhé, mọi người tính mọi người sẽ thấy. Cách tính thuế nhập khẩu nhọn, đây là khâu mua hàng nhập khẩu nhé. Đây mọi người ý này, giá trị hàng hóa này, thì cái tiền thuế xuất nhập khẩu thì tiêu thụ đặc biệt người ta cộng thẳng một cái giá hàng hàng hóa luôn. Đặt nhiệm vụ thứ nhất này, phản ánh giá mua của nhà cung cấp nước ngoài. Đây thế là lọ 156 và có 331, giá này là giá chưa có thuế nhé, chưa có thuế xuất nhập khẩu thì tiêu thụ đặc biệt, giá này là 100 đi. Bước thứ hai là phản ánh thuế nhập khẩu. Thuế xuất nhập khẩu thì người ta sẽ ghi nợ 156 này, có 333. Và bước thứ ba là phản ánh thuế tiêu thụ đặc biệt thì là nợ 156 và có 3332. Ở cái nước bước còn là mình tính cái thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu ấy, thì không phải tính giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, mà bước này là bước phản ánh khấu trừ thuế đâu. Thì trước khi mà mình được làm cái khấu trừ ấy, thì mình trước với tờ khai nhập khẩu thì khi kế toán đã nộp đủ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu và thuế nhập khẩu và ngân sách nhà nước, thì lúc đó kế toán mới được phép kê khai và khấu trừ tờ khai này. Tức là khi mà mọi người làm được bước này này, nộp đủ thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, nộp đủ thì bạn mới được cái hành toán cái nhiệm vụ này nhé, khấu trừ thuế nhé, nhiệm vụ này khấu trừ thuế. Cái phần tiền nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu này sẽ được chuyển thành thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ, nhưng bạn phải nộp đủ ở cơ quan hải quan này. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem một cái tờ khai mẫu hải quan về hàng nhập khẩu nhé. Đấy, đây là tờ khai thực tế nhé. Mọi người nhìn tờ khai này ban đầu nó thật là rất rối mắt, thì mọi người đi cái số liệu này, đây là số tờ khai của tờ khai nhập khẩu, thứ hai là công ty nhập là công ty mình đấy, người xuất khẩu chính là bên cấp này. Đây ở đây thì đây là thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu này, mọi người chú ý mấy chi tiêu chính. Còn đây là tỷ giá tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đơn vị tính là euro, mình đã bị nhập hàng trị giá 14.504 euro. Cấu trúc chung của một tờ khai hải quan khi mà đã được thông quan nó sẽ gồm bao gồm một cái tờ to ở đây này, khi tổng trị giá đơn hàng là một, thuế giá trị gia tăng đầu vào là hai, cái tỷ giá để tính thuế là ba này, vận chuyển euro, nhớ cái phí vận chuyển euro phải có hóa đơn info nhé, cái này mình sẽ không cần tìm hội. Và đây là tờ đầu tiên, tờ thứ hai nó sẽ ghi thông báo kết quả phân luồng của hàng hóa đã được nhập khẩu hàng quan này. Tờ thứ ba thì bắt đầu chi tiết hơn về trong lô hàng này nó bao gồm những sản phẩm gì, chẳng như đây là máy xăm cá đối màu đen này, một mặt hàng thứ nhất. Mặt hàng thứ hai đây máy xăm cá đối màu xanh lam đấy. Mặt hàng thứ ba là máy xăm cá đuối màu xanh lá.
tương tự như hình cái dòng các chi tiết khác, nhưng mà hình tổng lên là các tờ khai nhỏ. Đơn vị này nó sẽ số lượng hóa đơn giá trị hóa đơn tổng tổng cộng lại nó bằng đúng cái số thì hiện ở tờ khai ban đầu nhé, ok thôi. Còn bộ chứng từ thì bằng tờ khai ban đầu luôn. Còn bộ chứng từ này thì ngoài tờ khai hải quan này thì đúng là người ta sẽ còn invoice hóa đơn nước ngoài gốc cho mình, CO là chứng nhận gốc, certificate of origin, CQ là certificate of quality là chứng nhận xuất xứ, và đặc biệt đặc thù là những cái quality là chất lượng, đặc thù những cái dạng như kiểu máy điện gió nhỉ, như có máy điện gió như mình đã từng làm thủ tục ở đây rồi thì người ta sẽ có chi tiết về đặc điểm kỹ thuật của máy đó đi kèm với bộ hồ sơ thanh toán ngân hàng. Thì mọi người lưu ý là nhớ là cái khâu thanh toán thì phải chuẩn bị hồ sơ trước khoảng mấy ngày nhé, để tránh tình trạng là bị hồ sơ nó bị tắc chỗ nào đấy thì mình không làm kịp. Ví dụ đây là ngày 1 tháng 7 thì phí khám Việt Hưng nhập 1 lô hàng tờ khai 43 của chị giá tính thuế là 1.004.065 thì nhập khẩu 15% thì giá trị gia tăng lên khoảng 10%. Thì theo đúng các cái hạch toán chữ T thì là bắt đầu nhập giá trị hàng giá trị nguyên giá 1561331 thì 0.004. Ta tiếp tục là phí đó phản ánh thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu công nhân bình thường phải phản ánh thuế tiếp theo thì giá trị gia tăng nhập khẩu. Ở đây thuế tiêu thụ đặc biệt không có nhé, thì mặt hàng này chắc không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Và trước khi bạn làm khấu trừ, bạn sẽ nộp tờ khai nộp tiền thuế nhập khẩu đặt thông qua tiền gửi ngân hàng tại ngân hàng mà mình đăng ký tài khoản, và thì không thanh toán quốc tế đặt nó tương tự thôi. Sau mình sẽ nói chi tiết hơn cái này nhé.